Tomato Việt Nam tự hào là nhà sản xuất và phân phối kem, sữa chua trân châu, sữa chua dẻo, bột làm kem tươi chuyên cho ngành F&B hàng đầu Việt Nam. Đến với chúng tôi, các chủ quán cà phê, trà sữa, trà chanh, chủ các nhà hàng sẽ được cung cấp các nguồn nguyên liệu, sản phẩm chất lượng trong khi mức giá vô cùng ưu đãi, giúp giảm thiểu chi phí, gia tăng lợi nhuận. Đào tạo hướng dẫn cách làm các món sữa chua trân châu, sữa chua dẻo, cách decor trang trí kem và các kỹ thuật pha chế. Truy cập ngay website tomatovietnam.com hoặc liên hệ hotline 0988 580 240 để được tư vấn chi tiết ngay hôm nay. Đánh giá chi tiết Vinsmart Star 4, 2,5 triệu đồng có đủ đáp ứng tất cả các nhu cầu cơ bản không? Rất khó có thể đòi hỏi tất cả ở một chiếc smartphone với mức giá chỉ 2,5 triệu đồng. Vậy ta được gì và mất gì? Bên cạnh với việc nhá hàng vào những dòng smartphone cao cấp như là Iris với mạng 5G được Make in Việt Nam, Vinsmart cũng vẫn tiếp tục xâm nhập vào phân khúc mà mình đam mạnh nhất, đó là phân khúc giá rẻ. Star 4 là thành viên mới nhất của gia đình Vinsmart được định giá cho phân khúc dưới 2,5 triệu đồng. Nằm ở phân khúc giá rẻ như vậy thì điều không ngạc nhiên là Star 4 được hoàn thiện bằng nhựa. Loại nhựa mà hãng sử dụng là loại nhựa nhám cho cảm giác cầm chắc khá chắc chắn, xứng tay nhưng cũng sẽ để lại dấu vân tay nếu như bạn ra mồ hôi dầu và nên cũng cần lau sạch thường xuyên. Mặt sau của máy thì là một chiếc cảm biến vân tay vật lý được trang trí bằng một vòng các phay xước nổi hẳn lên trên nền máy màu đen. Thì như đã đề cập nhiều lần, cảm biến dạng vân tay vật lý không cho phép cảm giác hiện đại như cảm biến dưới màn hình nhưng mà lại có tốc độ mở máy nhanh hơn tới rõ rệt. Ở những dòng máy tầm thấp như là Vinsmart Star 4, việc Vinsmart sử dụng loại cảm biến này là hợp lý hơn. Bộ đôi camera của máy thì được đặt theo chiều dọc kèm với đèn flash, bao gồm camera chính 8MP và camera góc siêu rộng 5MP. Điểm cộng của Vinsmart Star 4 về mặt camera đó là lựa chọn camera góc siêu rộng là camera thứ hai thay vì là một cảm biến chết để đo chiều sâu. Điều này sẽ đem lại một tiêu cự mới để cho người dùng dễ dàng sử dụng cho các điều kiện cần chụp cảnh lớn hoặc là không gian chật hẹp. Nhưng cũng phải thừa nhận là camera siêu rộng này có chất lượng thì không mấy ấn tượng. Camera này có cân bằng trắng bị ngả nhiều về màu xanh dương, kèm theo đó là chi tiết không cao ở những chi tiết nhỏ và xa. Camera chính thì tất nhiên là có chất lượng cao hơn so với camera phụ, khi có khả năng cân bằng trắng chính xác nên là màu sắc cũng đúng với thực tế hơn. Tuy nhiên, ngược lại, độ nét cũng không đánh giá cao khi làm mờ đi những chi tiết nhỏ, đôi lúc thì xảy ra hiện tượng viền tím. Có lẽ là do ống kính. Một yếu điểm khác nữa trên camera Star 4 đó là khả năng xử lý HDR không được cao. Trong những trường hợp chụp ngược sáng thì chiếc máy sẽ phải lựa chọn giữa hai phương án. Thứ nhất là lựa chọn đẩy sáng để làm rõ sự vật, hoặc là thứ hai làm tối ảnh để giữ lại bầu trời nhưng mà vật sẽ bị tối. Trong nhiều trường hợp chiếc máy sẽ lựa chọn phương án đầu tiên. Tuy nhiên điều chắc chắn là ít nhất khi chụp ta sẽ có sự vật đầy đủ sáng. Về khả năng chụp ảnh xóa phông của Vinsmart Star 4 thì kết quả cũng không thực sự mỹ mãn. Máy cắt chủ thể vẫn còn chưa chính xác, xuất hiện những điều viền xung quanh, phần xóa phông ở phía sau nhìn thì cũng khá mượt mà, không thua kém những dòng máy tầm trung. Tuy nhiên, nếu như không cắt được đúng chủ thể thì rõ ràng là hiệu ứng xóa phông cũng không được thuyết phục cho lắm. Hệ thống camera của Star 4 thì có thể nói là dừng lại ở mức có thể dùng, sẽ phù hợp cho việc lưu lại nhanh một khoảnh khắc hay là chụp lại văn bản. Nó khó lòng có thể tạo ra được những bức ảnh đẹp như là các chiếc smartphone tầm trung hoặc là cao được. Cạnh trái của máy thì là nút nguồn cùng với nút chỉnh âm lượng. Chiếc máy có một khe SIM và một khe combo thẻ micro SD hoặc là SIM thứ hai. Cạnh dưới của máy có cổng sạc USB Type-C và một lỗ loa đơn. Đi kèm với Vinsmart Star 4 là một đốc sạc 10W, tức là sạc thường chứ không phải sạc nhanh. Ta có thể sạc đầy được Vinsmart Star 4 với viên pin 3500mAh từ trạng thái cạn kiệt trong thời gian khoảng 2 tiếng 20 phút cho đến khoảng 2 tiếng 30 phút. Nên nếu như lựa chọn chiếc máy này để sử dụng thì cần lưu ý sạc máy trước một ngày để không gặp phải tình trạng hết pin giữa chừng. Điểm khiến cho chiếc smartphone 2,5 triệu đồng vượt mặt cả những chiếc máy có giá bán cao gấp 10 lần đó là cổng nghe nhạc 3,5mm. Trong hộp của hãng cũng đã tặng sẵn một cặp tai nghe nhét trong có chất lượng cũng không hề tệ, tiết kiệm cho người dùng một khoản tiền đi mua phụ kiện bên ngoài. Chuyển tới mặt trước thì ta có một màn hình LCD 6,1 inch, độ phân giải 720p và có một giọt nước ở phần trên. Màn hình của máy thì có một vài điểm yếu và điểm mạnh riêng, thì đầu tiên sẽ nói về điểm yếu trước. Điểm yếu của màn hình đó là về mặt thiết kế, chưa tràn được tới mọi viền. Có lẽ thì cũng phải chấp nhận thôi, không có một chiếc smartphone nào ở tầm giá này có thể có một thiết kế màn hình đẹp cả. Yếu điểm thứ hai về màn hình sẽ ảnh hưởng tới quá trình sử dụng, đó là độ sáng màn hình có vẻ hơi thấp. Màn hình của Star 4 sử dụng trong nhà thì không gặp trở ngại, tuy nhiên thì cũng không thể chống chọi được với cái trời nắng gắt như là tại Hà Nội. Ta sẽ phải đi vào trong bóng râm để nhìn rõ được. Về ưu điểm thì màn hình này có màu sắc khá đậm đà, kèm theo đó là không bị ám màu, dễ gây khó chịu trong quá trình sử dụng. Mặc dù ở giá rẻ, nhưng mà Vinsmart cũng đã lựa chọn loại LCD đủ tốt cho Star 4, trừ vấn đề về độ sáng thì những thứ khác đều được thực hiện ở mức khá. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào bộ giao diện VOS 3.0 trên nền Android 10 chạy trên Vinsmart Star 4. Bộ giao diện này thì có vẻ là khá màu mè khi mà mỗi ứng dụng lại có một màu khác nhau.
Còn các yếu tố như là thanh công cụ, cử chỉ để gọi thực đơn ứng dụng và cả những ứng dụng mặc định như là cài đặt thì đều rất sát với Android gốc. VOS 3.0 có các icon được làm lớn, dễ nhìn và dễ bấm, kèm theo đó là hãng cũng loại bỏ bớt những chuyển động không cần thiết để tránh rối mắt cũng như là có được hiệu năng tốt hơn trên dòng máy có cấu hình không thực sự cao như VSmart Star 4. Tiếp theo là chúng ta sẽ đánh giá về cấu hình của VSmart Star 4. Điều khiển mọi hoạt động của Star 4 là con chip MediaTek Helio P35 8 nhân với phiên bản RAM 2GB và 3GB. Phiên bản 3GB sẽ có giá bán cao hơn khoảng 300.000 so với phiên bản 2GB. Tuy nhiên thì cũng rất đáng để nâng cấp vì với phiên bản 2GB, bạn chỉ dùng được 1 đến 2 ứng dụng và phải liên tục tắt các ứng dụng chạy nền. Điểm qua những bài đánh giá benchmark của Star 4 thì đúng là vi xử lý Helio P35 có hiệu năng không thực sự cao về cả điểm CPU lẫn GPU. Như đã nói thì giao diện VOS 3.0 được đơn giản hóa nhất có thể nên các thao tác thông thường trên máy sẽ không gặp trở ngại gì. Tiếp theo ta sẽ cùng trải nghiệm nhanh một vài tựa game nổi tiếng trên chiếc máy này. Đầu tiên là Angry Birds 2. Đây là một tựa game 2D nhẹ nhàng và không có quá nhiều tương tác đối với người chơi nên ngoại trừ việc máy load bản đồ mới hơi chậm thì các thao tác trong game đều thực hiện được rất tốt. Đối với Liên Quân thì ta sẽ phải để hiệu ứng xuống mức thấp nhất nhưng tin vui là có thể bật được tính năng FPS cao 60fps. Trong game những lúc đi từ nhà ra tới bụi cỏ thì không có quá nhiều yếu tố chuyển động, do đó Star 4 vẫn có thể giữ được tròn 60fps. Tuy nhiên khi mà có nhiều chuyển động thì sẽ thu xuống khoảng 50-55fps. Nếu như muốn đồ họa đẹp hơn thì bạn có thể chuyển lên mức đồ họa trung bình, tuy nhiên thì sẽ phải đánh đổi tốc độ giảm xuống còn khoảng 30fps. PUBG sẽ cũng tương tự, ta cũng chuyển xuống mức đồ họa mượt, tức là thấp nhất, tốc độ khung hình trung bình để có trải nghiệm tốt nhất. Lúc này, bản đồ sẽ được lược bớt những yếu tố hiển thị, tuy nhiên cũng không ảnh hưởng tới việc thao tác, nên vẫn có thể chơi được. Một điều khá bất ngờ đối với VSmart Star 4 đó là vẫn chơi được Amphast 9, vốn dĩ là một tựa game rất ngốn cấu hình. Như thường lệ, ta sẽ phải hy sinh một chút độ đẹp và để mức đồ họa mặc định, song các chuyển động như là bật Nitro, Drift, xoay lộn đều ổn cả. Trong chế độ đồ họa này thì các yếu tố môi trường đều khá đẹp, chỉ riêng có chiếc xe của bạn điều khiển là xảy ra răng cưa. Quay trở lại với câu hỏi đầu tiên, VSmart Star 4 có đáp ứng được những nhu cầu cơ bản không? Thì câu trả lời là có, VSmart Star 4 đáp ứng được những nhu cầu cơ bản nhất. Trong cái thời đại mà rất nhiều chiếc smartphone vượt ngưỡng 20 triệu đồng thì một chiếc smartphone như VSmart Star 4 chỉ có giá bằng khoảng 1/10. Điều ta mất đi là ta sẽ phải quên đi những thiết kế bóng bẩy, quên đi màn hình AMOLED hay là vi xử lý nhanh như laptop. Tất cả những gì ta có là một sản phẩm vừa đủ dùng, có thể đáp ứng được những nhu cầu cơ bản như là nghe gọi, lướt web hoặc là chơi tốt được những tựa game nhẹ nhàng không có đồ họa quá cao, không có tương tác nhiều. Điểm sáng của VSmart Star 4 là màn hình LCD với màu sắc đậm đà, không bị ám màu quá mạnh, cũng như giao diện VOS 3.0 khá là thân thiện với người dùng và gần với Android gốc. Nếu như có ý định mua VSmart Star 4 để sử dụng thì chắc chắn sẽ phải có một bước điều chỉnh kỳ vọng nho nhỏ. Và cùng với đó là lưu ý cố thêm chút mua phiên bản RAM 3GB thay vì phiên bản RAM 2GB để được mượt mà hơn. Mở Đức, Trí Đức Trẻ, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Sản xuất intro quảng cáo ấn tượng cho công ty, sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn chỉ với 1 triệu đồng. Liên hệ Zalo 0964 002 593 hoặc truy cập website quảng cáo itb.com để biết thêm chi tiết.